Nào, từ sáng giờ đó. Dạ. Tại hôm nay trời mưa hôm nay nữa đấy này. Dễ hơi trễ. Tại... Vậy đó. Tối thức khuya, không phải thức khuya, thức ngủ rồi cái ngủ sớm. Tại hôm qua làm, từ qua tưới mắc cười, tưới xong rồi trời mưa, tức gì đâu tức. Thì qua nói trời mưa rồi mà. Đâu có báo. Thằng báo con biết là trời mưa hôm qua mưa lớn á. Biết rồi nhưng mà điện thoại có báo. Thế hả? Không báo thành ra tưới vừa mai là thấy trời chuyển cho nên tưới ít ít thôi. Tưới vừa xong trời mưa đổ xuống quá trời cũng mừng nhưng mà vậy mà cây nó lên thì là tốt. Mấy cái hoa hồng thì sao thầy không cắt được ạ? Chắc bây giờ cắt mấy cái bông cũ á thì bỏ đi để mai mốt xây nó lên đây rồi cái đầu cái rồi chắc cái nhánh nó cắm xuống nguyên cái dải này toàn là trúc với hoa hồng không vậy đó tính vậy đó nó đẹp nó không thấy trúc bây giờ năm tới nó lên trên cao luôn rồi nó che đây mình đâu cần mấy mạng ở đâu thấy không nhưng mà bây giờ đó là phải làm cho nó kỹ chứ trúc rồi nó nhảy dữ lắm nó nhảy ăn đất lắm cho nên phải xây ra kệ rồi sao rồi nó nhảy ra bao nhiêu thì mình chặt mình cho nó nhảy ra nói chứ cả đời mình cũng chưa hẳn là nhảy hết đất này nữa thôi kệ đi sống năm nào hai năm đó mình thấy mồ rồi đời mà sống nay chết mai rồi nhưng mà cái hoa hồng vàng thiệt đẹp ha vâng trên đây cắm ba loại hồng đấy con thấy ba loại hồng vàng hồng đỏ với hồng hường nhưng mà hai loại hồng kia đẹp nhất để cắm đi xen kẽ vô được không cái hồng đỏ này nó hơi đỏ quá đỏ này đỏ thẫm luôn á đỏ thẫm á quá đằng này ngộ cái số đằng này trồng bông cũng bông quá trời và trồng rau cũng rau cũng được cũng vui nên ông biết không nhiều khi có thời gian mà rảnh á sáng sớm ra ngồi thì nó thanh nhàn hết sức luôn á thấy nghe tiếng chim kêu rồi thấy những cái cành trúc phất phơ vậy nè rồi nhìn thấy hoa hồng nó đung đưa đó nhưng mà cái lòng hết thầy nhìn thấy thanh nhàn với con nhìn có khi thấy lộn xộn à lại có biết này không sao lộn xộn lộn xộn à chứ dù con trong lòng con lo lắng cái gì á con cốc con than cầu cái gì nè đó là con thấy lộn xộn là sao nó nhảy múa tùm lum vậy thì đúng đây, rồi đây hả? Nói gì đó tâm yên thì dạng vật nó yên dạ mà tâm không yên thì cảnh nó đảo điên tối ngày gì đó là vậy đó nên vấn đề quan trọng cái tâm thầy có yên thôi nhưng mà thầy nghĩ là yên là thầy nhìn cái gì cũng đẹp đấy nó trông cả trớn cả cháo mà thầy cũng đẹp cái tràn trà organic nè ở trong sau 15 phút á thì cái lá trà nó mới lặn xuống dạ ôi mà bây giờ á nếu ông nghe con người á mà khi mà không sớm thức tỉnh á chờ cho tới khi thấy cảnh nó yên thì con người chết rồi đấy cái bài thơ ngày xưa của chư tiền bối làm nó hay nó là nhân sanh trí dị sanh trí sanh chi dị lão con người sanh thì trí nó chưa có sanh mà con người mà trí nó sanh đó là con người hiểu biết á thì con người đã già mà tâm trí nhất thiết sanh tâm trí mà nó sanh ra một lượt đồng thời sanh á nhất thiết đó là tất cả đều sanh á thì chợt vô thường ở đó nè bất giác vô thường đáo con người mà nó có những cái trạng thái đổi thay từ sớm tự tại an nhàn là coi như người cũng sắp đai rồi đó phàm nhân phàm sự thì sinh sự thì nó có những cái trạng thái vui buồn vinh nhục phải quấy đó là cái lẽ tất nhiên thường tình nên mà người tu thì phải cố gắng mà vượt thoát cái chỗ đó hôm qua có độ Phật tử tội nghiệp gửi tiền cho tôi nói đâu cũng nhiên ráng tôi bò ra đi ra ngoài cái chỗ chợ này nè bây giờ nó có những cái loại đèn cầy tốt hơn cái chợ này nữa cái cây đèn cầy nhỏ nó 3 đồng một cây cái lớn 5 đồng nhỏ thì để chân vô cái lồng đó cái lồng hôm trước tôi có mua cái lồng bằng sắt á còn bự để vô nó không vừa qua tôi mua sắt về nặng quá trời cái
cho người ta có phước, rồi người ta cúng dường cho mình. Chú nói con cúng thầy, thầy làm, thầy làm. Rồi chú chuyển qua, tôi nói thì thiệt, giờ không lẽ tôi nói quá, thật ra nó mê tín trừu tượng, tôi đúng là chắc Phật bổ xứ sắp xếp bị đức tính làm, mà ông nhớ không, tính làm ở đây mà tôi nói ông là tính dừng lại, nó không có tiền đó. Thế tự nhiên giờ rồi cái Phật tử cho vậy thôi, thành ra có tiền cái điều này làm sợ mấy ngày chú quan qua không biết kịp không. Ồ mà chú đi xe hơi, nó không có gấp như cái đi máy bay nữa, thì kệ làm, chú nói rồi đã bảo đảm rồi đó. Mà đằng này nói nếu không rồi thì nhờ thêm chú sĩ đó để phụ ngày hai ngày, mà ông bảo đảm rồi sao đấy. Chứ rồi thấy nó sợ, bởi vì thí dụ làm mà cái người biết việc làm á thì phụ chú nó dễ, cái đằng này không biết in là cái gì tôi có biết ở đâu, chứ ở Việt Nam dường như 2 tấc hay 3 tấc hay 5 tấc, còn bên đây gọi in gọi gì đó, những cái danh từ tôi đâu biết, hay là cái lấy cái biểu lấy cái thước, hay là biểu lấy cái kiềm cái đục, và không nói cái danh từ đó tôi đâu biết đâu. Thành ra cái người biết làm mà nó dễ đó, thành ra bây giờ quyết định là làm, quyết định không làm mấy. Rồi có cái cô Phật tử cậu nói con mua cho thầy cái ghiếp, cái ghiếp là cái gì không biết nữa, là thầy nói với anh Đan á, khi mà thay vì cổ mở ra luôn, nhưng mà cổ không mở, cổ để cho nó đẹp. Rồi thầy nói anh Đan điện lên cái chỗ mà cái mã số, cái số đó lấy cái mã là đi chợ, tặng thầy đi chợ thầy ăn đi, chứ thầy đừng có hà tiện, thầy cứ hà tiện thầy không ăn gì, thầy nói là bởi vì con không đưa tiền, con đưa cái ghiếp, mua cái ghiếp làm cho thầy đi chợ. Cổ nói vậy đó, mấy trăm đồng. Có Phật tử nói tôi nói cái này nè, tôi nói ông nghe cái này mà tôi mắc cười. Tự nhiên vậy cổ nói bây giờ thầy con gửi qua thầy cái thẻ credit của con, rồi thầy muốn xài bao nhiêu thầy xài. Tôi nói không, tôi mới biết là tôi nhớ hồi xưa vụ credit, nó không được, thầy nhất pháp thầy không có nhận, tôi không có nhận cô à, tôi không có làm được đó được, đừng có làm cho tôi sanh cái tâm gọi là hư. Bởi vì mình phải chi, thí dụ như bây giờ tôi nói thầy cô có đi làm á, bởi vì cô nghỉ 15 tháng nay cô không đi làm, giống như cho nên giống như là tiền mặt thì cô không có nhiều vậy đó, tội quá đó. Bởi vì nghĩ là vụ Covid nè, mới chích là Covid được mũi thứ hai ngày hôm kia, và bây giờ đang nộp đơn xin đi làm lại thì nó vẫn ngồi chờ nó duyệt. Thầy cô nói bây giờ con gửi thầy, gửi phần của con tiền mặt rồi phần cái của nó không. Tôi nói thiệt Phật tử, thầy nói thiệt, không phải là thầy nói tốt. Thà Phật tử đi làm đi, rồi có tiền dư á, lúc đó cho thầy không có muộn, bây giờ tôi biết đủ rồi. Còn giờ ví dụ chứ tại vì tôi làm nên là tôi làm thêm, tôi làm cái vàng. Thứ hai nữa, cậu nói thầy làm, con muốn thầy làm gì thầy làm. Thầy cứ đi chợ, đi búa, thầy mua, tôi nói không nhận. Nói thẳng, cô gửi qua tôi cũng trả lại. Nó dứt phát là tôi không nhận là không nhận. Chứ không phải là mình bày đặt ban đầu, mình xô ra rồi nói hồi nãy là không ai làm đi được. Thì cái lương tâm không có không? Thí dụ thay gì, thí dụ giờ ông cho tôi thẳng tiền mặt, phải không? Thí dụ ông có tiền, không thể tôi nói tốt. Còn bây giờ mình đi xài trước để người ta trả lương tâm nào ở đâu? Mình nói tôi dứt phát không? Mình nói sống với đời, con người nó có... trời đất sanh ra con người mình, cái xương sống đi lên, cái não bộ đi lên thì phải có suy nghĩ chứ, đừng có vì mình mà để người ta khổ. Tôi thiệt giờ tôi ý thức chỗ đó lắm, bị mang tiếng rồi, thấy không, hồi xưa bị mang tiếng ăn giật ăn quỵt ăn này kia, rồi giờ mình phải sớm thức tỉnh. Thật sự ra giật quỵt đâu phải là mình đi gạt người ta, chẳng qua là thế thời như tôi kể hoài đó, họ đưa cho mình, họ đưa bằng tiền mặt mà kèm theo chỉ vàng, họ tính tiền mặt mà tới vàng nó lên, họ tính vậy cho nên buộc lòng không cãi nhau được thì mang tiếng giật quỵt thôi, chứ tôi đâu có giật quỵt ai không. Thật sự tôi nói thành thật à, mình biết cái nhân cái quả chứ. Thành ra mình mang tiếng rồi thì bây giờ né, tôi né mọi cách. Thành ra với Phật tử cứ gửi vô, bây giờ gửi vô tài phản vậy đó thì thôi, thì chuyến này thoải mái làm mua cây cho nó chắc. Chứ tôi tính từ cái đó, ông thấy tôi đi chiều chiều ngày, ví dụ chiều nay tôi đi vòng vòng tôi gom mấy cây tôi vác về đó,
kệ, mình dắt cây cũ về mình làm. Hình như ngày mai nó lấy đồ nghe này. Nó lấy một chập rồi. Ngày mai lấy nữa đó. Dạ, nó lấy chập niệm rồi nó dạ. Lấy rồi còn cái cây mục nó chưa lấy. Ngày mai nó lấy nữa đó. Thứ năm ngày mai lấy nữa thầy. Sống vậy nó rất là khỏe không biết không? Trời thấy rồi á. Mình sống mình đừng có gì lợi mình. Nhưng như ai cũng trên đời này ai cũng cần có cái lợi, nhưng mà đừng có gì lợi mình mà làm cho người ta hại người là mình dạ. Sống an nhàn lắm. Dạ. Sống không sợ trời, không sợ đất, chứ đừng nói sợ thằng nào, con nào. Dạ. Còn mà mình sống mà mình mưu toan tính toán, mình sống mà mình cứ mình mong chờ hy vọng chà đạp rồi đạp đổ lẫn nhau đó thì không, tôi đố mà ngủ được. Ngủ cái phập phòng lo âu phải không? Có những lúc mà ngồi dạ. Tính toán ngủ không có được. Dạ. Tại thành ra bây giờ tâm ấy. Thành ra tôi đổi là tôi đâu có cái ngu. Đó. Mình thì không có cho đó. Ngu nữa. Có vậy đó, thầy đó, con lạnh thầy đó như vậy đó. Thầy chứ phát hiện từ bi tâm mà thầy không sợ. Nhưng mà ngồi nghe, tâm an cảnh nó nảy nở không thấy không? Đó đúng. Tự nhiên cái nhà tôi cứ nó nảy nở, nảy nở ra ngoài. Tự nhiên nó như vậy. Hoàn toàn không vận động, không kêu gọi. Mà tính đâu nghĩ cái từ hồi mà mua cái nhà này tới bây giờ mấy chục là mấy chục ngàn đô là chúng tôi nói ít hả? Nếu tính là mấy chục ngàn đô tiền ở đâu? Không kêu gọi, không xin xỏ một ai hết trơn á. Cho nên tôi mới thấy cái phước của Phật, của Tổ lớn lắm. Mình cứ mình hết lòng nói chánh pháp đi. Giờ còn mình tu tới đâu thì mình tu. Nhưng mà đừng có nói những cái pháp mà lường gạt cho người ta mê tín dị đoan, quyển hoặc á. Cái đồng tiền nó âm thầm nó tới lúc nào không hay. Nên nhiều người nói, ủa, tôi ngồi tôi suy nghĩ là sao thầy nào cũng đi dụ mấy bà già, mấy bà giá, thấy một nội tôi toàn là đàn ông cúng dường không á. Phụ nữ cúng dường tôi cũng bao nhiêu trên nha. Mà ông mà mấy ông già, mấy ông trí thức không á. Ông nhà báo ở Cali nha. Mấy ông lính kêu bằng tướng tá ngày xưa đó ở Tóc Tên nha. Ở San Jose nha. Ở San Diego nha. Rồi mấy ông Phật tử ở Michigan nha. Ông thấy nó mấy đó. Rồi Phật tử ở New York nha. Phật tử ở Atlanta nha. Thân là mấy ông trí thức không à. Thế cũng hay. Bây giờ làm ở nhà này á, thì bây giờ mình đi từng bước vậy đó. Năm nay á, thì bị khung. Có cái khung. Cái qua cái mùa này cái mình dừng miếng vách mình chơi từng bước rồi xong hãy dựng vách xong coi như rồi rồi thì bây giờ làm sao mà cái phòng đó tôi được 3-4 cái giường á, nếu mà có 3-4 Phật tử tới có chỗ nghỉ đó. Còn bởi vì bây giờ cái phòng này thì bây giờ tương lai là cái chú Phật tử kia qua rồi tháng 10 qua chú mà tôi nói đó qua tính sau này bảo quá con trai đó. Anh trai đấy hả? Nhất định rồi thầy. Nhất định rồi hả? Tháng 10. Thì bây giờ tháng 10 thì nếu mà cái tình hình dịch bệnh mà nó hết á thì chú Nguyên Quang về Việt Nam với vụ vợ con xong đi. Rồi xong rồi chú trở qua thì cái tháng 10 cái vé này nè. Chú bay dùng lên Dallas xong rồi lái xe hai anh em phụ lái xe từ Dallas qua đây thì bạn về chú bay nha. Còn cái vé đó, còn về bay về là tháng 10 là chuẩn bị lạnh rồi chú qua chú làm dùng cho cái nhà mà mũ nó bằng có mũ bằng nhựa mũ rồi cho tới mùa lạnh mình cắt cây vô cho nó không chết á. Để năm tới không có tình trạng gì nữa, năm tới nếu như không có nhà đó thì phải gieo giống tháng 5. Nó bây giờ nó lên đột là còn hổm là nó chết hết rồi, nó thúi nó lạnh quá nên nó. Bây giờ cái hộp nào mà nó chịu nổi thì nó mới lên. Hộp nào chịu không nổi nó rủ luôn, nó thúi luôn rồi. Thì nên nếu như không có cái nhà đó thì hàng năm mình gieo giống tháng 5. Chứ mà bây giờ tình trạng năm nay, ví dụ tôi trồng những cái loại rau nè. Nếu mình dự trù, nếu năm tới mà có mở cái quán chai bán thì bây giờ những cái loại rau thấy tôi trồng năm tới tự động chỗ đó nó mọc lên nè. Nó đỡ chỗ đó, ví dụ như tía tô hay là rau dấp cá, rau húng cây, húng lũi, vòng tơi. Là cái khu vực nào, khu vực đó nó tự lên. Mình chỉ có còn cái là ở rau răm, vòng tơi, dấp cá, húng cây, húng lũi, cải. Là khu vực nào tự khu vực đó lên. Chỉ còn có cái là cái rau quế với ớt thì mình phải trồng thôi. Không tới vậy, còn mấy cái hộp mà
dưa leo thì nó dễ rồi. Thành ra cho nên á, năm nay ráng kệ á, tôi không cứ năm mình rút kinh nghiệm chút, mình làm từ 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 thôi, cũng không gấp gáp gì làm quá, kệ. Giờ tới cuối năm thì đâu có thiếu đủ gì nữa đâu mà lo, thì làm được bao nhiêu thì làm khỏe, làm mà thì nghỉ, đừng có làm quá sức. Như ngày qua nắng quá, nắng ban trưa làm sao ra làm nổi, vậy nó vui vui ngày vậy. Ngày mai cũng lạnh nha thầy. Như vậy là vừa nè. Vâng, mai lạnh. Nhưng mà sáng giờ là tôi ủ tương. Ủ tương với ủ mắm ruốc á, là tương bây giờ thay gì bây giờ tôi ủ cho nó thúi rồi tôi mới xay ra thì nó nhớt, nó có cái nhớt cái nó xay nó dính cái cối. Bây giờ tôi xay trước rồi tôi ủ sau là làm mắm ruốc á. Còn mà tương mà làm tương á, ở đậu nành mà làm tương thì không có sai, mình nấu nhừ ra thôi rồi bây giờ ủ rồi. Ủ hết rồi hai ba bữa nữa là nó thúi rùm luôn á. Nhưng mà thầy có cho không chứ thầy ăn mình nghe nổi. Cho chứ ai cũng thích ăn. Thế mình hả? Làm nó quá chát đâu, nó đâu có độc. Tôi cho anh đó. Cũng cho rồi hả? Ừ. Mấy cô bên Hawaii thích mắm ruốc, mấy cà đây gửi cho mắm ruốc, còn cái keo cũ để gửi cho mấy cô. Bên Hawaii á, cái gì nó cũng rẻ lắm, rau cải để mấy cổ nó trồng là biểu quế đó, mấy cô cắt cái cọng già già đó, mấy cô gửi qua cho tôi, tôi trồng cho nó lẹ, mấy cô sẽ gửi qua quế với ngò ôm với ngò gai với dây khoai lang rồi đó, mà mấy cọng già đó, tại bởi nó rẻ, nhưng mà đừng có lấy rễ thì nó biết nó không cho đi, lấy khúc già đó trồng qua lẹ lắm. Còn quế năm nay sẽ đi trồng không được là nó non, không nó không có trực, nó không có ra rễ. Con thấy không, Tiểu Tô là thấy sợ không? Sợ lắm, quá lên kinh. Quá trời lên. Đó. Mà cái thứ trước cô chính là làm thuốc cũng được như thầy. Nghe làm thuốc được để xong để vâng. Uống cảm đồ đó. Thôi. Nếu mà có người về thầy vui rồi. Có người về hiểu cái vọng. Chú đó, đó thì nó thích đồ cổ. Đồ cổ nó nhiều lắm. Thôi cũng được. Tôi nói thôi đây không có làm chùa làm chiền gì thì nữa. Ông qua thì cứ mướn thợ nữa. Mua đồ mướn thợ nó khoan để đồ bình cổ rồi đó. Giống như chân như cái nhà cổ vậy đó. À, bây giờ có cái bàn thờ ông bà thì tôi nói được, bàn thờ ông bà mà đẹp thì thờ chung ông bà, thì cái ông chỉ cái họ trần của ông để cái long vị thôi chứ cái hình nó. À, sáng giờ giải quyết chuyện là nếu mà có một vị ni sư mà nếu có mãn á, thì tôi phải đi làm lễ, tại vì cái tình nghĩa ni sư nó 92 tuổi rồi. Ở đâu á? Ở gần Santa Ana rồi. Tại vì ngày xưa á, ni sư biết tôi hồi tôi còn nhỏ là, nhưng mà thật ra thì nói ngay, ni sư không có lo cho tôi nhiều ăn học, nhưng mà cũng tình nghĩa, nhưng mà lo cho một vị thầy. Vị thầy đã học ra tới tiến sĩ luôn, mà một tay bà lo nghe, đúng rồi, bà thương thầy đó. Lo từ khi đi học là một sinh viên cho tới học ra bác sĩ nghe. Ra bác trường bác sĩ xong rồi đi qua Ấn Độ học ra tiến sĩ luôn á. Tiến sĩ phải học, còn bác sĩ là bác sĩ ngoài đời. Nhưng mà giống như cái duyên ngộ đời mà, thì ông hiểu rồi, nói gì ông hiểu rồi. Tới cuối cùng thì khi ra trường xong rồi cái duyên tới đó nó cũng hết. Rồi ông về cũng làm việc này kia, nhưng mà giống như cái duyên nó hết. Rồi sau này mới đi ra ngoài Thái Bình, nó mới cắt một ngôi chùa ở ngoài Thái Bình. Rồi cắt xong rồi giống như cũng hết duyên. Rồi cuối cùng mới về Linh Sơn ở. Thì Linh Sơn chùa chỗ tôi xưa đó, rồi về ở chỗ phòng tôi luôn đó. Rồi cuối cùng là bây giờ lớn tuổi quá rồi, mấy nhỏ mới nói thôi bây giờ nếu mà bà cụ nói ni sư nhưng mà tu thì để coi tu sao tu mấy năm. Dạ, tu sao thầy nữa hả? Tại vì lớn, có gia đình lớn tuổi mới đi tu. Mà vợ của ông tướng ngày xưa nha, vợ của ông tướng lớn á, tướng gì để quên nè, bà viết là cái cuốn hồi ký hay lắm á. Rồi bây giờ con cái nó đem về bên đây rồi bây giờ ấy, thì sáng giờ tôi giải quyết á, thì tôi nói thôi bây giờ dù gì cũng tình nghĩa mà ni sư thì nhớ tôi nhiều, mà ngược lại nhớ là, nhưng mà ngược lại lo, không phải mình nói là lo không lo, nhưng mà lo lắng cho tôi thì nhìn như cái duyên đâu có, mà giống như thương nghe quý vậy đó. Thì thôi thì lo cho thầy nào cũng như lo cho mình, tôi cũng nghĩ vậy đi. Thì chứ hồi mà tôi qua Mỹ đầu tiên thì do lúc đó là mẹ con sư ở bên chùa tôi với tôi qua, thì cái người con trai rước tôi đó. Dạ.
rước tôi hồi đó rước đầu tiên đó. Rồi bây giờ thì tôi nói thôi bây giờ dày. Cậu nói tại con nghe thầy và nói chuyện với ông Đan bữa hổm đó con chịu quá. Bây giờ giống như là con cũng làm đám cho má con gọn vậy thôi. Thì tôi nói nếu tuy rằng gọn thì nói gọn. Nhưng mà bây giờ phải để cái ai gọi đây. Mà cậu gọi đây nè. Gọn thì gọn. Khoan cho tôi nghe cái cậu gọi của nó cái gì chứ. Dạ tôi nghe cô. Rồi tưởng đâu cô đi chạy lo việc đó rồi. Dạ rồi, rồi. Sáng nay tôi phải đi giải quyết đó, tôi nói hai việc. Thứ nhất là bây giờ đó, đi xe máy bên này giống như không có ăn được. Nhưng mà ai ngờ đâu rồi hình đó tôi coi. Hỏi má biết ai không biết không thì thiện tài. Còn vậy sao chết. Tôi nói chưa đâu. Nhưng mà thôi bây giờ dày thì tôi nói thôi bây giờ có hai việc phải giải quyết. Thì cậu nói làm đám á, nếu mà đi sư có mắt làm đám gọn trong vòng tôi gãy 2 tiếng đồng hồ thôi, trong vòng 2 tiếng. Còn mà nếu làm trong vòng 3 tiếng rưỡi thì nó ăn rất là nhiều tiền. Không phải nói vụ tiền nhưng mà bây giờ đã gọn là gọn luôn vậy đó. 2 tiếng đồng hồ 2.500, làm 2 tiếng còn 2.500, mà làm 3 tiếng rưỡi đồng hồ ăn 5.700 không? Đây không nó uổng không? Tôi nói thôi gọn, chứ bây giờ mà làm như kiểu của tôi thì không được. Kiểu tôi tự nhiên có con có cái mà tự nhiên kiểu tôi đem đi làm vậy thì coi nó kỳ quá. Nhưng con nói con thích, má con cũng thích vậy mà tôi nói không được. Nhưng mà giờ làm gọn trong 2 tiếng tôi chỉ qua rồi tôi gọi là giống như tiễn đưa đi vậy thôi, không cúng cơm nghe bắt nhất y của tôi luôn á. Bởi vì bà cụ không ăn được thì cậu nói con tin Phật pháp nhân quả rõ ràng lắm thầy. Bây giờ má con mấy nay không ăn được thì uống sữa, thà cúng sữa cúng nước thì con làm, chứ còn không cúng cơm không gì hết. Rồi thôi thì tôi đem về bên đây thờ, rồi cái cốt á thì bà cụ hồi xin tiền thì có hai đi Ấn Độ, thầy đã nuôi ông thầy Ngọc bên Ấn Độ cho nên phải xách tiền con bển hàng năm đó. Một tháng như là 500 đồng, bà dứt quá tiền một tháng 500 tiền hồi xưa ở bên này. Ở bên này đi làm mà gọi là tiền hưu đó. Là tháng nào bà cũng 500 điều đặn, còn chưa kể cả tiền đi. Mỗi năm ông thầy đi về nữa nghe mà lo, chới ngày ra trường luôn á. Từ là sinh viên tới bác sĩ, từ bác sĩ rồi đi học Phật học tới ra trường. Rồi bây giờ nói về vấn đề á. Thì ai ngờ đâu tôi nói chưa đâu, còn nói chuyện leo lẻo mà thấy rồi cái hình mấy ông thầy tiện tài nữa. Tôi nói thôi bây giờ vậy, giờ đem qua bên đây đi, ngày nay chạy bác sĩ đem qua đây thì hai mẹ con ở đây tới cái cụ viên mãn thì làm đám ở bên này. Nhưng mà cổ sợ là lên máy bay giống như bà cụ lớn tuổi rồi hay đi tiêu đi tiểu giống như cái tuổi già đó, thận đó. Thì tôi nói thì bây giờ hỏi bác sĩ, nếu bác sĩ cho phép thì đi. Thì hôm nay giống như ở sáng đẩy cho bà ra đây, bà cũng ngồi dồn trời trăng mây nước thì bà cũng thấy nó thanh thản, nó tới ngày ra đi. Thì đó thì ngày nay cũng phải chạy lo hai việc, nếu bác sĩ cho đi thì về bên này, còn bác sĩ không cho đi thì nếu bà viên mãn thì tôi qua làm đám gọn vậy. Rồi mới đem cốt về bên này, tôi để tạm đây cho tới ngày mà hết dịch đó, thì cổ đi qua Ấn Độ cũng rải sông Hằng đó. Tại vì cái lời bà mong muốn vậy đó. Thôi kệ, giờ có cái nhà mình làm những cái việc đó nó cũng vui, vừa tình nghĩa mà vừa cũng là cái tình Phật tử nhau á. Nhưng mà sợ khó chứ, bên đó bà có con có cái hết rồi nhiều chứ. Không, bây giờ không có. Bây giờ con thì mấy người con chết rồi, cái chú hôm trước chết hết chung, chú mà chú hồi trước tôi là chết rồi, chú hồi xưa mà đầu tiên mà làm cái YouTube cho tôi đó, Bạch Nguyễn đó, là ông chết rồi. Hồi đó là đâu biết vụ YouTube, chứ bây giờ hồi đó lúc mà tôi qua tôi đem có 3-4 cái đĩa thôi.
thì ông làm cái YouTube gọi là Bạch Nguyễn á, thì bây giờ ông chết rồi đâu biết bắt quạt đâu mà vô nữa cái đó. Rồi sau này với YouTube thì mấy em nó làm, thế rồi đó là lúc đó mà lúc đó tôi đi giảng á thì nó có cái máy thâu hồi lúc mới qua đó. Thì giờ ông chết rồi, thì giờ còn cái cô này, mà cô này là ngày xưa là làm lớn, cũng làm lớn ở bên này á, đi học bên này mà cổ qua bên này hồi đó là qua đi học chứ không phải như ông vậy, chứ không phải qua cái diện mà sau năm 75 học mà cổ làm ở trong hãng máy bay á. Cho nên theo địa vị mình lịch sự mình không có hỏi, chứ theo mấy người này là tiền hưu ngon lành lắm mà, đi chơi các nước luôn mà, đâu có vừa đâu. Nhưng mà cổ tu theo cái cách tu thiền, cho nên cổ không thích ồn náo. Cổ năm nay đi cái bà cụ 92, cổ hôm nay chắc cũng cả 70 đâu có, không tới nhỏ không. Thế hả? Nhưng mà tại vì cổ hưu sớm là tại vì chắc cái dính líu vừa xưa chồng cũng làm lớn nữa. Dưới ai nữa nhà nuôi bà cụ, khi mà đem bà cụ vậy này, ủa năm nay chắc cũng 70 à, chứ không ít đâu. Tôi cũng lâu rồi, cũng 70. Không, cũng không, khoảng 70 rồi, chứ cũng không già, bởi vì bà cụ mới 92 à. Dạ. Nó ra nó đúng ra, cổ nói con không có điện cho thầy là vì con hiểu ngày nào cũng coi thầy chứ đang nói chuyện hết trơn á, con hiểu hết, nhưng mà tại thôi để cho tụi con âm thầm ở phía sau chứ không có làm cho thầy bận rộn. Nhưng mà bây giờ tình hình của mẹ con vậy đó, thầy có qua được không? Tôi nói phải qua chứ, bị gì tình nghĩa mà. Tại giờ đó bà cụ cũng trăn trối là tôi lo à. Thế hả? Dạ, tại vì lý do là hồi bà cụ ở chùa mình mà dân Thái Bình mà, trình độ lắm, bà cụ có trình độ lâu, ngồi bà viết tiểu thuyết mà. Rồi viết tiểu thuyết ngon lành á. Lọ nữa. Đúng là cái duyên này ơi, cái cảnh đó, thầy tính vậy cũng được. Được, vấn đề quan trọng là cô có chuyển sang không vậy? Không thì bây giờ nếu mà bây giờ ngày nay mà chạy mà bác sĩ mà giấy tờ được á thì đem bà sang đây tốt rồi, còn nếu không được thì đám xong rồi cậu đem cái cốt qua rồi tới 49 ngày cậu mới qua nữa. Có ai nữa không ngoài trừ cô ấy, còn có ai nữa không, gia đình đâu, chồng không, đâu mấy, con đâu cậu đó bây giờ mấy không thật rộng hỏi vấn đề chồng con, chồng cậu còn con của nó, vì có mấy đứa con nó làm giống như nó theo cái kiểu Mỹ đó. Nó thấy cái gì chết nó sợ, nó khóc lắm, mình nó cũng muốn cho nó biết là nếu mà cụ có mắt thì còn đứa nào mà nó mạnh dạn đó thì phụ cho cụ làm đám thôi, chứ không có giống như không có kiểu như Việt Nam, cũng không có tan chế, không y như Mỹ làm theo kiểu vậy đó. Là tôi mới nói bây giờ á, cái thứ hai nữa đó là phải đi liên lạc với nhà hoàng Mỹ, tại vì tôi rất thích làm đám với nhà hoàng Mỹ, nó không có ồn náo như cái nhà hoàng ở Đông mình. Thì cái tôi nói thiệt, cái sao mình nói ra xin lỗi chứ giờ sao tôi sợ cái chỗ mà cái người ở Đông quá nó ồn, bởi vì mình nói vậy không, mình kỳ thị, mình nghĩa đông, kỳ thị ở Đông, còn nhà hoàng Mỹ không, phải không, mình ra mình làm đám nó hết sức là yên tĩnh, mà mình cần cái gì á nó rất là tế nhị, nó lại nó hỏi mình cần cái gì hơn, hép không. Còn nghĩa đông mình nói không phải quơ đũa hết, cái gì nó cũng tính tiền hết đâu, thấy không, mà mình mà cần cái gì nó quạo quọ, nó thải rầm rầm, mà tôi nói không, bây giờ là làm theo kiểu Mỹ, lại liên lạc với nhà hoàng Mỹ. Nói, ôi thầy nói vậy là hợp với con mừng quá, con sợ thầy ngại, thầy không chịu. Tôi nói không, tôi giờ nó thiệt sự là sống theo kiểu Mỹ chắc ăn hơn. Thành ra vì không có 2 tiếng đồng hồ à. Rồi 2 tiếng đồng hồ rồi bây giờ tôi nói giờ làm gọn. Nhưng mà ai ngờ đâu, nãy rồi tôi coi bà còn nằm mà nói chuyện chừng nào. Tử đâu là bà, không biết là thở oxy hay này kia nọ. Bà thì nói với tôi lâu rồi, bà nói bà sống 98 tuổi mới chết. Vậy. Rồi cái sau thời gian bà nói bà sống tới 108 lần chứ không phải 98 nữa, bà sống đủ sâu chuỗi. Rồi cái cô Phật tử nói, má ni sư, má ba kêu má ni sư, má sống đó chắc con chết trước má, thầy ơi má ơi con chết trước má, ai lo cho má, má đòi 98 là con muốn chết rồi, giờ má đầu tư 108. Thôi mang về cho thầy, mang về cho thầy. Không, nhưng bà cụ thì tôi tắc khe không nổi. Vậy hả mày? Lớn con lắm, bà lớn con dữ lắm. Bây giờ nhỏ đi chứ. Vậy cũng vẫn lớn con. Thế hả? Bà để cái tướng bà ở đây cỡ ai? Tướng lớn con lắm mà, lớn con lắm. Trời, anh tưởng già nó theo lại. Không, lớn con, tại tướng bà lớn con. Thế hả?
Thế sao cô ấy lo được? Cô con cô lo được? Cổ cũng lớn con nữa. Cổ cũng lớn bằng bà Đan vậy đó. Thế hả? Rồi bà cụ lớn con không chừng hơn 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 bà Đan nữa. Thế hả? Dạ. Lớn con mà mập, có da có thịt. Dạ. Thế bà không ăn cơm được rồi hả? Thì mấy nay bà không ăn được thì được. Chắc cái tuổi già mà. Thế hả? 92 mà sinh năm 1930. Đó đó, bây giờ nó có cái chỗ của mình rồi thì là cái cơ hội gọi là tôi để là ơn đền nghĩa đáp nha, chứ không phải ơn đền quán trả. Thì những phần tử vậy đó, hay ví dụ như má của chú Quang hay những phần tử nào lớn tuổi có ba mập mà lại có chuyện gì thì cứ đem về hôm nay mình đa làm đám thôi. Bên đây thì nếu mà nội ngày nay mà giải quyết được thì ông hay liên lạc nhà hoàng nó cũng bỉ chết ở đâu cũng dễ còn phải còn không sẵn hết, còn sẵn hết. Chứ đâu phải mà Mỹ đâu phải như bên Việt Nam mà không. Họ giấy tờ cái gì mà yêu cầu chỉ có giấy báo tử. Giấy báo tử không thì đến bác sĩ nó khám rồi nó cho cái tay cái giấy báo tử hết. Anh thua gì tôi thấy. Nhưng mà ít ra thầy mang vô nhà thương. Chuyện gì khẩn cấp á, phải mang vô nhà thương. Thì những gì phải đem mà. Chứ không có phải không mang đâu nghe thầy. Dạ. Đó, anh vô để nói chứng nhận cho thầy rồi xong. Thì lúc đó là con kêu nhà quà, ôi cái đó được, được cực quá thầy. Làm quá trời trời rồi. Nên con nói tại vì con thích cái cách vậy đó. Đó bây giờ có nhiều người họ thích cái cách của tôi vậy đó, làm gọn vậy đó. Bởi vì không có điếu, không có chấp điếu, chấp gì lễ làm chi. Làm trong vòng gọn, trong 2 tiếng đồng hồ không, vậy có thôi. Có khi kẹt cái chờ bà con thân thuộc về hay con cái nó về thầy biết không? Nhiều cái cũng kẹt lắm này, thầy thật đó. Nghe rồi con mình ở xa, nó đi làm xa nó chạy về chứ. Nó phải biết cho nó thời gian nó chạy bay về chứ. Rồi sao thầy làm 2 tiếng làm sao nó về kịp. Không, không bởi vì á thường thường á mất thì cũng phải 3-5 ngày sau mới có giấy, còn nó là cái nếu mất bên Cali á thì chạy giấy tờ để mà nó khi mà nó ra cái giấy tử cho mình nó thì cũng phải 3 ngày. Dạ không biết đây còn làm ngay à, bên đây con à đà xương mà nó nói chết rồi vậy thì con kêu nhà quản nó lên nó lo hết cho con mấy ngày và 2 ngày nó lo hết chứ còn phải lo cái gì cả. Rồi cuối cùng nhà quản nó đưa con cái giấy báo tử đó. Thì đó bên đây nhà hoàng nó phải từ 3 đến 5 ngày nó mới đưa. Nó đưa thì nhà hoàng nó lấy nhưng mà nó phải báo mình từ 3 đến 5 ngày nó mới là xong cái giấy báo tử. Chắc là bệnh người nó đông á. Dạ có thể. Người nó đông. Thì đó đơn giản lắm là. Nhưng mà dù sao nó nhiều đứa con nó ở xa, nó phải bay về liền. Thầy phải cho nó thời gian thầy ơi. Không có thể làm mất được. Những cái gì cũng vậy thôi kệ. Thầy chỉ hết lòng được rồi. Thầy thoải mái. Ơn đèn. Nghĩa trả, đẹp rồi. Sống cuộc đời á, để ý nghe, những cái trẻ với tri ân, báo ơn á, những cái trẻ đó sống tốt, sống thọ, sống giàu sang, phú quý. Những kẻ mà bạc ơn, bạc nghĩa đó, ông để ý, không có ai nên người tới đó. Dạ. Đó rất rõ ràng. Dạ, đó đúng rồi. Nói chứ mình muốn làm tiên làm Phật thì phải làm người cho nó xong vậy đó. Tôi thì cái miệng có bị cái khẩu nghiệp tại vì tôi tướng tinh được kim cú. Cho nên tôi dặn ngay là tôi nói cho dữ dằn vậy thôi chứ. Nhưng mà thầy biết như vậy thầy giảm dần đi. Con nói là thầy bỏ ngay được. Nói thầy thì nó dễ đi. Lắm nhưng mà thầy nó, nghĩ lại lúc nó, đó thầy cười đi. Nó sốc trong đầu mình không mà cười cái gì mà cười. Nói thì nó nghe nó dễ lắm nhưng mà ông phải đóng ngay hoàn cảnh người đó, ông biết nó sốc trên đầu mình không mà cười cái gì mà cười, phải tức cái mình đau chân phải há miệng chứ chửi gặp rồi thôi chứ cười không nổi chứ cười. Nói thì dễ lắm mà mình phải đóng tâm trạng người ta, cho nên phàm với con người đó mình phải có cái đầu óc, phải có sự cảm thông. Mình muốn đánh giá người nào đó mình phải đặt mình vào hoàn cảnh người đó. Chưa gì hả tối ngày nó thầy chùa sân si, thầy chùa sân si, trong khi nó sốc trên đầu á. Giống như cái ông triển chiêu gì là hồi xưa mà ông vụ hôn Đàm Vĩnh Hưng đó, bây giờ ông hận là ông nói á, hôm qua tôi với quý thầy khuyên ông hết sức khuyên nói thôi giờ mình nói xin lỗi coi ông cũng như người sư đệ thì ông cũng phải cảm thông giờ tôi á đằng này nói là tôi là dữ dằn rồi đó mà tôi còn thấy giờ thấy ông cái là tự nhiên tôi thấy tôi thua tôi còn hạ xuống luôn nữa. Bây giờ ông thì thôi ông đàn em thì mình cũng khuyên chứ mình là bởi vì khi mà nói chuyện với nhau á mình phải biết mình nằm ở cái vế nào,
mình đàn anh thì mình phải có trách nhiệm khuyên, rồi quý thượng tọa Canada cũng khuyên ông, thì ông cũng bướng, nhưng mà rồi khuyên hồi thì ông cũng nói thôi, thì mấy thượng tọa nói thì con lắng nghe, nhưng mà tôi nào thôi ông nói vậy cũng tốt, còn hành xử hay không là chuyện của ông, nhưng mà giờ mình cũng giữ cái lề lối là người trên nói thì người dưới cũng cứ vạ dạ vâng đi. Thì ông nói cũng đúng, ông nói thầy nghĩ, quý thượng tọa nghĩ coi, con đi qua bên này có ông hòa thượng thượng tọa nào mà nuôi con không, mà cứ tối ngày cứ nói con xấu này xấu nợ cỡ chuyện mà ông nói cũng có lý. Ông nói dù như vậy con có hôn nào nhỉnh hơn ngày xưa đó. Quý ngài nghĩ nếu mà con thích vậy đó thì thôi bỏ 5-3 triệu vô khách sạn nhà hàng quốc đã hôn cho đã, ý ông đó hơi xài đó, tiếng mắc chứng gì lên sân khấu mà đứng ôm hôn vậy đã mẹ gì mà cái chút vậy đâu mà để mang tiếng. Đằng này ý ông nói là gài bẫy á, ông nói cũng trúng, thì cái gì ông lý cũng, nhưng mà rốt cuộc ai chịu ông cũng chịu. Rồi cuối cùng mình về chùa thì cũng bị hắt hủi, bị kia rồi mọi người trong thiên hạ giờ mà ông với cái sự không có cảm thông, thành ra cho nên giờ giống như ông hận đời. Bởi vì ông cứ lên mạng mà ông mặc cái áo tu mà ông cứ ông nói mấy cái từ cái lời đó kia, nó kỳ đó. Thành ra mấy thầy một lần mà khiến ngày qua hồi lúc ông lại là ông điện cho tôi đó, ông đang điện đó, thì tôi đâu biết số điện thoại ông đâu. Tình cờ tôi xin lỗi ai, ông mới nói con nè, con là cái thằng mà hồi nãy mà thầy nói cái thằng mà ông nói đặt cái tên thầy để ông ba ông lại thì ông ba ông nói cha có cái ông chỉ chiêu nào đó ông sư mà sao ông chửi quá được kia nọ. Tôi mới nói cái thằng đó hồi xưa nó không có thật ra. Ông nói con là cái thằng mà không có đời chính thức. Tôi nói ồ vậy hả? À, lại rồi. Thì thôi mình cũng nói lúc đó mình. Thì tôi hỏi là tôi kêu cái thằng ông có buồn không? Ông nói dạ không. Thì cũng không sao tại vì ông nhỏ tôi một con giáp là. Thì nhỏ 13 tuổi. Tôi nói thôi bây giờ nếu mà tôi có ông có buồn thì tôi cũng xin lỗi. Rồi ông không quan hệ thì cái chuyện của ông chứ sứ tự do, muốn kêu thằng kêu thầy sứ tự do mà muốn kêu gì kêu à, thằng thầy nó cũng thứ à. Thì thôi cái tình cờ cái thượng tọa bên Canada gọi vô nữa, rồi mấy ba bốn anh em nói chuyện. Thì thượng tọa thì ông lớn hơn thì khuyên, thì tôi nói thôi giờ thượng tọa lớn thượng tọa khuyên đi, thì khuyên thì tôi mới nói thôi. Thì ông đầu tiên thì ông cũng hơi cứng cựa. À, thì tôi nói bây giờ nè, tôi nói huynh đệ nghe chỗ này, thì giờ ba bốn huynh đệ đây thì người nào lớn là làm anh lớn đạo nghe, chứ không nói lớn tuổi đời, nhưng mà tại vì thượng tọa kia cũng đi tu từ nhỏ, ông thọ giới năm 88, tôi thọ giới năm 95, thì mới nói rồi cũng như là giờ phân biệt là chắc chắn ông nhỏ hơn tôi mười mấy tuổi thì ông buộc lòng ông cũng phải sao rồi. Nhưng mà hồi lúc mà cái lễ mà vụ mà hôn đó thì ông cũng phải làm cái lễ xả giới đó, thì tại vì lúc đó nó cái áp lực quá nhiều. Thì đúng ra đó thì cái đó nó cũng không có cái, bởi vì trong giới lệch không có giới lệch, ông đó cũng trúng. Ông nói thầy nghĩ trong giới lệch, cái giới lệch mà con cô nó đúng vô con kia mới phạm, chứ có cái giới lệch nào mà đàn ông hôn nhau mà xả giới không. Thì ông đó cái lý làm sao cãi, thấy không? Rồi tôi nói đúng, nhưng mà tại lúc đó cái áp lực quá trời thì phải buộc lòng phải đưa ra cái phương pháp. Rồi ông tự động ông xả giới nghe, rồi ông sao rồi ông thọ lại. Nhưng mà giờ xả giới thọ lại thì dầu gì cũng mang cái tiếng xả rồi, thì đi ý là mình cũng phải lấy cái sự cảm thông, cái lòng của người anh khuyên ông cái này đúng, cái nào tôi nói bây giờ ông phải lắng nghe. Dầu là rằng cuộc đời cái gì cả, nhưng mà hãy nói tới giới luật thì người huynh đệ mà nói trúng thì phải nghe. Còn tôi có hư hèn hay là thượng tọa kia có xấu tốt gì không biết, nhưng mà hãy mình nói về cái tình nghĩa, về cái giới luật thì phải lắng nghe. Thì ông nói thầy coi đó, rồi ở trong giới luật á, thí dụ ông còn quéo đằng này đó, giới luật thầy coi á, giới luật á cấm thầy chùa rượu chè hút sách, chứ có giới luật nào cấm mẹ thẹn không? Tôi nói đừng bà tới chuyện của tôi, đừng bà tới chuyện của tôi, bà tới chuyện của ông thôi. Ông nói mẹ nó, thầy coi đó, quý thượng tọa coi đó, nó cái đám ngu dại nó kéo theo cái đám đầu trọc đầu ngu dại đó, trong giới luật có giới luật nào mà hai thằng đàn ông hôn nhau mà xảy ra? Ông nói nó cũng hay, nó đúng cãi cái gì? Thì chứ là không có vụ mà ai là đàn ông mà không có nhau mà xả giới. Nhưng mà lúc đó nó làm con rần 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 rần.
mẹ kiếp nó làm như là đội màu đội mã bà cô thổ đó, nó báo chí nó làm rằng rằng thì ông chửi cũng trúng, nhưng mà tôi nói thôi ông bây giờ tôi đã chửi là tôi đã thấy ông chửi cái tự nhiên tôi xấu hổ. Thành ra thế ra tôi nói cũng hay á, cái người hiền nó sợ người ác, người ác nó sợ người ác hơn. Tôi là vậy là tôi thấy tôi ngon rồi, bây giờ tôi gặp ông này cái là tôi xếp hàng tự động tôi tiếp giáo lại à. Khi mình thấy mình toàn gọi là gì xấu hổ với đàn em mình, ông thấy không? Cho nên cuộc đời khỏi cần ai dạy hết á, nếu như tôi có ý thích vậy đó tự động tôi gặp ông này là bây giờ bắt đầu tôi quy hàng rồi đó. Bởi vì quy hàng để còn khuyên em mình được, chứ còn mà mình không quy hàng, mình không xếp lại thì hỏi rồi mình nói nó ra tưởng sao thầy còn chửi hơn con nữa, sao nói được khuyên á. Dạ, đó duyên đó thầy, duyên đó thầy, duyên thời đó thầy, thầy tôi đó thầy, tôi biết không là thầy mình thôi. Ngày ông ba ông lại ông cười, ông nói cái ông thầy mà tuyển chiêu nó thôi, ông chửi quá thì tôi mới nói cái thằng đó, giờ cái tiếng thằng đó ông tức ông gọi cho mình phải không nè. Rồi cái thôi thì ông nói thầy nghĩ con đâu có phá giới phạm trai gì, có cái luật nào mà hai đàn ông hôn nhau mà vậy không? Thầy thượng tọa hiện tại là giảng sư tại quán điện thì con chưa biết là cái gì, nhưng mà hai thượng tọa cái dở hết luật ra, có luật nào ai thằng đàn ông đúng là sự thật là như vậy. Dạ. Thầy Phật không có ôm môi, không có bê đi. Dạ. Không có chứ mà không có, nhưng mà Phật đâu có nói đó đâu. Thì đúng rồi, thời nào cũng có, nhưng cái thời đó nó không có như bây giờ, thời đó nó không có ăn quá chất đồ nói chứ. Cái người tu á, tuy là nói gì chứ ăn cái hộp gà công nghiệp á, ăn nhiều nó cũng đổi tánh đó nghe không? Dạ. Ví dụ đúng người ta ngoài đời, người ta nói ăn cái hộp gà một tuần ăn bao nhiêu hộp, người tu bớt lại thôi. Chứ đừng có làm biếng, ví dụ như giờ, như mấy ông thầy bây giờ làm biếng. Bởi vì, ví dụ như tôi đi, tôi làm mỡ, tôi làm biếng, mai là tôi bị cholesterol á, chứ nếu tôi không có mỡ á, thì thôi làm biếng làm thì mệt nè. Rồi cái vô cái đập cái hộp gà công nghiệp, cái chiên kho gì, cái luộc rau chấm ăn cho nó lẹ, ăn hộp gà công nghiệp nó đổi tánh á. Dạ. Dĩ nhiên nó ở trong máu, cái tánh mà đồng tính nó ở trong máu cũng có, nhưng mà không khéo nó đổi tánh nữa. Không thôi thấy nó có ảnh hưởng ngoại lai vô thầy. Nè, bởi vì mấy nó là gọi là cái gì mình nó vì cái đó nó không trống, nó không máy đó. Hộp gà công nghiệp nó đâu có trống đâu. Dạ, nó không trống. Nó nuôi bằng điện đó. Dạ. Mà cười rồi mấy người nói rồi khuyên rồi ổng để cái bên nay mai theo dõi cái ổng hứa, ổng có hứa là cái nào con bớt được con bớt, ổng cãi ổng nói cái con nói tục hay nào sao cái thượng tọa cái áp chế con. Tôi nói ông không nói, ông dối làm không được không, ông tuy là ông nói lộn xào, ổng nói con nói lộn xào chứ con đâu có nói tục. Cái lờ là cái gì? Vậy chứ ngay ông thủ tướng Việt Nam còn đi qua nước nào đó nó đờ mà cờ giờ gì đó, tôi không biết nghe ông nói. Tôi nói ông đừng có dối lòng đối với quý anh em này, với đàn anh này. Thế giờ ông nói là cho ông nói người thế là ông nói ông không nói tục, bởi vì ông cái ngôn từ không bắt mẹ ông được. Nhưng mà giờ đối với tụi tôi mà ông dối, ông có tác ý không? Rồi cũng có tác ý mới nói chứ. Thí dụ như bà Hồ Xuân Hương, bà biết cái câu mà thiền từ đã muốn về Tây Trúc, thấy không? Trái gió cho nên cứ lộn lèo. Đố bà Xuân Hương có tác ý không? Phải có tác ý mới biết. Thành ra đừng có giấu tụi tôi đã ông coi tôi là pháp sư, coi quý thượng tọa lớn mà ông giấu tôi không được, thà nói lắng nghe đi rồi cuối cùng ông suy nghĩ họ cũng lắng nghe. Không, mấy cái ngựa chứng á, thì mình phải có cái cách vậy đó, mình đừng có quá nghiêm khắc với họ. Mình có sự cảm thông, mình có sự đồng cảm, rồi mình gọi là bất năng kham mà khó có thể đi kéo họ lại được, nhưng mà mình phải khéo. Bởi vì cho nên mấy ông thầy á, nếu như biết đào tạo mấy con người như vậy, nó là con người giỏi, nó mới thông minh, nó mới sáng kiến. Nhưng mà tại xã hội không chấp nhận đó, thấy không? Không chấp nhận thì ra nó bây giờ nó quậy tung trời là vậy. Giống như cái câu chuyện mà tôi kể hoài, ví dụ cái ông già ông trồng vườn cao ông dạy con nuôi đó. Cho nên á, con người hư một phần tại con người đó là một phần rồi, là tại con người nó hư rồi, nhưng một phần tại xã hội nó không chấp nhận cho người ta, ông thấy không?
Ok, rồi con đi làm nha. Cảm ơn thầy. Để tắt con đi nha. Yeah. Ok, rồi. Đi làm tôi giờ tôi cũng mai thầy cần gì bầu. Hả? Mai thầy cần gì nữa? Không ăn vậy thôi, thiếu gì đồ ăn.